Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nước cờ bạo, thủ chính giành gươm chiến ông Tổng. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin vào ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính đã tham gia họp Quân ủy Trung ương để triển khai thực hiện nghị quyết số 08 vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Theo đánh giá của Thời báo.d, ông Phạm Minh Chính đang cố giành lấy thanh kiếm mà ông Trọng đang cầm trên tay khá lỏng lẻo. Thanh kiếm kia là Bộ Công an xem như dính chặt vào tay ông Thủ tướng, và đến nay ông Phạm Minh Chính đã đi thêm một nước cờ bạo nữa, đó là ông Thủ tướng ký bổ nhiệm nhân sự trong Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam dường như đang củng cố thế lực trong quân đội. Vào ngày 15 tháng 9, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 9 và Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Thay mặt ông Phạm Minh Chính là ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực. Ông đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Tư lệnh bao gồm Quân khu 4, Quân khu 9, Quân chủng Phòng không Không quân. Cụ thể, tại quyết định số 1070, Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng. Tại quyết định số 1071, Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Và tại quyết định số 1072, thì Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân của Bộ Quốc phòng. Ông Phạm Bình Minh đang không phải là đối tượng của ông Tổng nhắm vào, và việc ông Chính đùn đẩy việc ký tá bố trí nhân sự cho Bộ Quốc phòng mang tính chiến lược này, xem ra ông Chính rất cẩn trọng. Bởi ai cũng biết đây là ý của ông Thủ tướng nhưng né tránh chữ ký. Nếu thuộc hạ được bố trí có bị vướng vào vấn đề gì thì ông Thủ tướng cũng né tránh được trách nhiệm của mình sau đó. Hiện nay Bộ Quốc phòng có đến 18 ủy viên Trung Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị. Nếu ông Chính gây ảnh hưởng lớn trong Bộ Quốc phòng là một nền tảng vững chắc để ông đứng vững trước những không kích từ phía ông Tổng Bí Thư. Đây là hình ảnh vào ngày 22 tháng 8, ông Phạm Minh Chính đóng vai trò chính trong cuộc họp Quân ủy Trung ương. Bộ Công an thì có đến 5 ủy viên Trung ương Đảng và 1 ủy viên Bộ Chính trị. Về sức mạnh nội bộ khi họp Trung ương Đảng thì Công an không mạnh bằng quân đội. Tuy nhiên, quân đội không có nhiệm vụ điều tra những vấn đề thuộc về dân sự, nên Bộ Quốc phòng không được ông Tổng Bí Thư chăm sóc kỹ bằng Bộ Công an. Những gì ông Tổng lơ là thì ông Thủ tướng sẽ nhảy vào để giành lấy. Ông Thủ tướng không cần điều tra để truy tố, nhưng ông Thủ tướng cần điều tra những thông tin trong nội bộ Đảng để có công cụ mà đối đáp với ông Tổng Bí Thư. Và Bộ Quốc phòng là một nơi ông Thủ tướng có thể nhờ cậy được. Thế nên ông Thủ tướng mới thọc tay vào được Bộ Quốc phòng để can thiệp nhiều hơn nữa nhằm củng cố thế lực cho bản thân. Việc thọc tay vào Bộ Quốc phòng là nước cờ rất bạo, bởi ông Thủ tướng đang muốn gỡ lưỡi kiếm thứ nhì ra khỏi tay của ông Tổng Bí Thư với mục đích là gì thì ai cũng biết. Tuy nhiên, ông Thủ tướng đang làm rón rén vì sợ ông Tổng Bí Thư biết được giành lại, nên ông Thủ tướng đi từng bước rất thận trọng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam đang tìm sức mạnh trong Quân ủy Trung ương. Cũng hiện nay, ông Thủ tướng đang bị dính vào rất nhiều vụ, đặc biệt là vụ chỉ đạo chống dịch kém hiệu quả để chuyến bay giải cứu hút máu đồng bào và vụ Việt Á xảy ra. Vụ nào cũng như trái núi cả. Nếu ông Phạm Minh Chính không tìm sức mạnh bên quân đội thì có thể ông lại bất thất bại trước ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và thậm chí có thể thất bại trước chính bản thân ông nếu ông không giữ nổi chiếc ghế Thủ tướng của mình. Ông Thủ tướng hoàn toàn có thể chiến với ông Tổng Bí Thư nếu ông Thủ tướng may mắn có thời gian đủ lâu để củng cố lực lượng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ông Thủ tướng có làm gì được ông Tổng Bí Thư hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Thủ. Cho đến nay, cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư vẫn đang hơn thua nhau từng chút. Ông Vương Đình Huệ tuy nắm chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội không mấy thực quyền, nhưng trên đường đua với ông Thủ tướng, ông Chủ tịch Quốc hội vẫn đang nhỉnh hơn
là vì người của ông Tổng bao nhiêu năm nay. Như trước đây, tờ Thời báo.de đã phân tích, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có rộng đường lựa chọn cho cuộc chạy đua này. Phương án A là chiếc ghế Tổng Bí Thư. Nếu không nắm ghế được Tổng Bí Thư, thì ông Thủ tướng có thể lựa chọn phương án B là tại vị lại chiếc ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Người tiền nhiệm cũng là người đàn anh của ông Phạm Minh Chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng tại vị được nhiệm kỳ thứ hai, mặc dù ông Dũng lúc đó mang tai tiếng tham nhũng nặng nề. Tuy nhiên, khi không có bằng chứng thì không thể kết luận được điều gì. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng có trao quyền cho ông Huệ hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Phương án B của ông Phạm Minh Chính quả là không tồi thật. Tuy nhiên, nếu kịch bản ông Vương Đình Huệ làm Tổng Bí Thư mà ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng thì ông Chính sẽ bị quần cho tơi tả, chứ không dễ dàng như hiện nay. Thực ra, ông Trọng có quyền lực rất lớn, nhưng ông là người lý luận về học thuyết chính trị cổ hủ. Về mặt kinh tế, ông Tổng Trọng gần như mù tịt. Và dù cho các chuyên gia có giải thích gì đi chăng nữa, thì không dễ để ông Trọng tiếp thu được. Kiến thức về kinh tế cần con người có trình độ cơ bản nào đấy thì mới có thể tiếp thu. Còn giống tuếch về kiến thức kinh tế thì dù thuê các chuyên gia giỏi, ông cũng không hiểu. Và vì không hiểu nên việc soi những sai phạm của ông Thủ tướng cũng chỉ giới hạn ở điều lệ đảng mà thôi. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ buộc tội các bại tướng dưới tay ông một cách chung chung như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ v.v. Ông Tổng Bí Thư sẽ không khai thác vấn đề sai phạm của ông Thủ tướng trong điều hành chính sách về kinh tế. Đây là hình ảnh ông Huệ còn hơn ông Chính nếu giật được chiếc ghế Tổng Bí Thư. Giả sử ông Huệ lên làm Tổng Bí Thư thì lúc đó ông sẽ soi chính sách kinh tế mà ông Thủ tướng ban ra kỹ hơn. Hiện nay đang là Chủ tịch Quốc hội nhưng ông Huệ hay đá sang lộn sân của bên chính phủ, đặc biệt là về vấn đề tài chính tiền tệ. Hầu như những hoạt động của Bộ Tài chính đều không qua mặt được ông Vương Đình Huệ. Cũng may ông Huệ là Chủ tịch Quốc hội chỉ có thể chọc ngoáy vào vấn đề của chính phủ mà không thể buộc tội hoặc chế tài ông Thủ tướng. Hiện nay ông Huệ dựa vào ông Tổng mới cân bằng quyền lực với ông Thủ tướng. Tuy nhiên nếu lên làm Tổng Bí Thư, ông Huệ sẽ không còn yếu thế mãi nữa, mà ông ở phía trên thì dù không cần phải lựa chọn ai cả. Khi đó Vương Đình Huệ sẽ quan tâm đến các chính sách của chính phủ thì ông Huệ cũng có thể đưa nó vào những báo cáo trình Bộ Chính trị buộc tội ông Thủ tướng được. Như vậy ông Phạm Minh Chính chạy đua với Vương Đình Huệ giành chức Tổng Bí Thư không những để thỏa mãn tham vọng quyền lực mà còn để tránh hậu họa khi mà ông Phạm Minh Chính dưới quyền một ông có trình độ về kinh tế còn tốt hơn cả ông Thủ tướng hiện nay. Thực tế cho thấy nếu ông Tổng Bí Thư mà kiểm soát được Thủ tướng thì thế lực Tổng Bí Thư xem như tuyệt đối. Thời ông Nông Đức Mạnh vì không kiểm soát được Thủ tướng mà Tổng Bí Thư như bù nhìn vậy. Tuy nhiên, đến thời ông Nguyễn Phú Trọng, ông đấu cho Nguyễn Tấn Dũng rơi khỏi vũ đài của Bộ Chính trị thì xem như không còn ai có thể thách thức ông Tổng được nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là người hết sức khó đoán. Giữa ông Chủ tịch Quốc hội và ông Thủ tướng thì có rất nhiều món nợ mà có lẽ ông Vương Đình Huệ cần phải làm gì để đòi lại một cách sòng phẳng. Đại hội lần thứ 13 đầu năm 2021, ông Vương Đình Huệ đã thu ông Phạm Minh Chính trên đường đua và ông Huệ có thể đòi lại cả vốn lẫn lời khi mà ông Huệ chiếm được chiếc ghế Tổng Bí Thư thành công. Khi đứng ở thế Tổng thì cứ mỗi lần hội nghị Trung ương thì ông Huệ mới có thể quần ông Thủ tướng cho giả bạ. Ông Huệ chỉ có một cơ hội duy nhất để đòi nợ và liệu ông có thành công hay không thì chúng ta hãy cùng chờ xem.